Lisa xin chào cả nhà, chào anh chị và cô chú. Chúc cả nhà, anh chị, cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Cảm ơn cả nhà, anh chị, cô chú đã ủng hộ kênh của Lisa Đời Sống Mỹ của gia đình Lisa nha. Bữa nay Lisa ăn món bánh mì thịt ba chỉ nướng heo quay á. Thịt heo quay á, thì sáng bạn mình mới mua đem tới cho bạn Lisa, mới mua đem tới cho Lisa, chứ mấy tuần nay Lisa không có đi ra ngoài đường. Chị đem tới bánh mì thịt heo quay ăn kèm với lợ cà rốt dưa và rau răm ngò nữa, với là mấy cái này mình bỏ tiêu, mane, tương ớt, đấy là nước tương rồi. Nhưng mà mình phải nướng lại cái này, cái thịt heo quay này nè, mình mua gì à? Mình phải nướng lại. Giờ mình bỏ vô cái lò mình nướng, cái lò mình phải mình bắt 400 độ, 450 độ, mình bỏ vô mình nướng khoảng 20 phút lại. Rồi đi nướng cùng mình cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà sau 20 phút nữa. Rồi bánh mì á, mua về nó cũng đã mềm rồi, mình muốn ăn giòn thêm á, là giờ mình lấy mình bỏ vô lò mình nướng khoảng 2 phút cho nó giòn lại á. Đấy là giờ Lisa bỏ vô trong lò, Lisa nướng. Lisa đã bỏ một ổ bánh mì vô trong lò rồi, mình cũng đang nướng thịt luôn. Mình canh 3 phút mình lấy bánh mì ra trước, rồi thịt dọn để cho trong lò cho nó chín á, cho nó vàng với lại nó giòn thêm á. Rồi ở trong này là mình có một son bắp bắp Việt Nam mình đang nấu lại. Bắp này bắp đông lạnh á cả nhà ơi, mình về mình nấu lại, mình rửa mình nấu lại, mình để ra từng khúc. Mình rửa xong rồi mình bỏ vô chút xíu muối hột á. Bây giờ mình đang nấu nè. Wow, rất là ngon luôn. Rồi, giờ bắt đầu đi xào cắt dưa leo. Rồi mình đã xong cái dĩa rau này rồi, mình đang chờ thịt ra mình xắt. Xong cái dĩa rau của mình rồi, giờ mình đi coi thịt. Đây là dĩa bắp của mình đây. Ok, thịt nó đã xong rồi, bánh mì cũng đã xong rồi, tay mình sạch tại cả nhà coi. Mình nướng lại này, nướng lại miếng thịt này rất là ngon luôn. Giờ mình nướng lại cho nó giòn á, giòn thêm á nha cả nhà. Yummy yummy, Lisa mời cả nhà ăn nè. Giờ bắt đầu Lisa cắt. Ăn thử miếng da. Giòn quá, giờ nó giòn quá, cắt không đứt luôn. Phóng tay luôn.
của Lisa rồi. Bên này còn hai ổ, còn rau, rồi bắp, rồi còn một miếng thịt này mình mới lấy ra nè, mình chưa có cắt, chờ ông xã mình về mình mới cắt. Nước chanh, mình mua nước chanh hiệu này nè, mình sẽ uống trước đây, khát nước. Wow, thiệt là đạt. Nước chanh ngon lắm. Rồi, đi xà nướng rồi còn một miếng này. Còn một miếng lớn. Da rất là nhiều. Mình quay ra cả nhà coi, bây giờ mình nướng lại nè. Nướng lại coi da nó giòn. Nó giòn thêm hơn nữa. Tiên tiên tiên. Chúc cả nhà ăn cùng mình nha. Mời cả nhà ăn cùng mình, cùng Lisa. Nhà Lisa còn bánh mì nhiều lắm. Bánh mì đây, bánh mì không. Rồi, còn rau nữa. Cái này là bắp. Mời cả nhà ăn bắp. Rồi, bánh mì của mình đây. Chiên chiên chiên. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ăn thôi, rất là ngon. Nè. Ngon quá, ngon quá cả nhà ơi. Ăn cái này nhớ là hồi xưa còn đi học á, ở Việt Nam á, ở Việt Nam mỗi buổi sáng đi học á, mà ba mẹ cho được tiền mà đi ra chợ ghé chợ mua bánh mì ăn trước khi đi học là ngon, quá trời ngon. Đi chợ chưa đi ăn sáng. Ngủ dậy rồi lo trả nợ cho cả nhà rồi cho con ăn. Giờ 1:52 rồi, buổi chiều rồi, giờ đi xả mới ăn. Ăn ngon luôn, ngon. Lisa chờ bạn Lisa đem bánh mì với thịt tới á. Lisa không có đi chợ. Lisa chờ cái chị đã đem tới cho Lisa. Chị đi chợ giùm Lisa. Cả nhà biết bữa nay mình kêu bạn mình đi chợ mua cho mình vô. Chị nói là mình kêu chị là cái gì cũng mua cho mình. Chị mua rau, mua tùm, mua thịt, mua cá, mua tôm, mua mực. Mua bún, mua tùm lum hết. Chị tới Lisa ơi, 515 đồng. Xong cái Lisa nói không sao hết, kệ đi. Xong Lisa, chị đi mua cho Lisa, Lisa đưa cho chị luôn 550 luôn. Quá trời đồ. Chị nói tao mua cho mày ăn luôn mấy tháng luôn. Tốn quá. Lisa nói chuyện với chị, đỡ mai tao đi chợ tao mua giùm cho mày cho. Mình xong lắm. Ngày chị nói mày muốn mua gì không, mấy Lisa nói mua thịt, mua cá, mua đủ thứ giùm chị em đi. Chị nói không thề đỡ tao mua cho mày không đó, 515 đồng. Mấy thằng nói không sao hết, đại đi có là mừng rồi. Rồi, Lisa ăn đã xong rồi. Cái bắp này chắc ăn không tới được rồi. Cái này để mình để dành cho ông xã mình.
Cảm ơn Lisa, cảm ơn cả nhà, anh chị, cô chú đã ủng hộ kênh của Lisa. Các thương Lisa thì nhớ đăng ký, subscribe và chia sẻ giúp cho Lisa. Cảm ơn cả nhà. Bye bye, chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ, bình yên bên gia đình, bên người thân và những bạn mà chưa có người yêu thì kiếm người yêu. Bye bye, cảm ơn, bye bye.